Quầy lễ tân là một trong những đồ nội thất không thể thiếu của bất kỳ cửa hàng, nhà hàng hay là khách sạn nào. Nếu các bạn đang cần tìm cho mình một mẫu quầy lễ tân ưng ý cũng như cung cấp chất lượng và mức giá phải chăng ở Sài Gòn, hãy cùng blog khởi nghiệp tham khảo các đơn vị cung cấp quầy lễ tân ở Sài Gòn ngay sau đây. Một, đơn vị cung cấp quầy lễ tân đẹp ở Sài Gòn, nội thất Hải Đăng. Địa chỉ đầu tiên cung cấp quầy lễ tân ở Sài Gòn ở trong danh sách này chính là nội thất Hải Đăng. Đơn vị này có hơn 100 mẫu quầy lễ tân rất là đẹp với rất nhiều mức giá khác nhau để các bạn có thể lựa chọn được mẫu phù hợp nhất dành cho mình. Đơn vị này cũng nhận được rất nhiều yêu cầu của khách hàng đóng quầy mới và chỉ cần liên hệ chọn màu, kích thước, kiểu dáng là có thể hoàn thành sản phẩm kịp thời đúng lúc. Ngoài ra thì nội thất Hải Đăng còn hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tại nội thành và các khu vực vùng lân cận khác. Thông tin tham khảo. Hai, đơn vị cung cấp quầy lễ tân uy tín, nội thất Bluecon. Bluecon là đơn vị cung cấp quầy lễ tân uy tín nhất tại Sài Gòn mà các bạn không thể bỏ qua. Tại đây chuyên sản xuất, cung cấp nhận đóng quầy lễ tân, quầy thu ngân, quầy bar theo mọi yêu cầu của khách hàng, từ kiểu dáng, kích thước, chất liệu, màu sắc của quầy lễ tân để có thể tùy chỉnh tại xưởng, đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. Và với nhiều năm kinh nghiệm cùng với quy trình dịch vụ vô cùng chuyên nghiệp, thì nội thất Bluecon luôn đáp ứng và chiều lòng khách hàng không chỉ về chất lượng mà còn về dịch vụ. Ngoài ra, đây còn là xưởng sản xuất nội thất trực tiếp không qua trung gian, là xưởng gia công quầy lễ tân rất đáng tin cậy, uy tín nhất dành cho mọi khách hàng. Thông tin tham khảo. Ba, đơn vị cung cấp quầy lễ tân đẹp, nội thất Cường Thịnh. Cường Thịnh là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và cung cấp các thiết bị quầy lễ tân tại Sài Gòn. Các mẫu quầy lễ tân của nội thất Cường Thịnh đều được thiết kế thân thiện với người dùng. Điểm cộng nổi bật ở đây chính là một thiết kế thông minh giúp tiết kiệm diện tích hơn. Ngoài ra thì dịch vụ bảo hành chu đáo của Cường Thịnh luôn khiến cho rất nhiều khách hàng cảm thấy hài lòng, đáp ứng được mọi yêu cầu cần thiết đối với khách hàng. Thông tin tham khảo. Bốn, địa chỉ bán quầy lễ tân uy tín, nội thất Đông Sài Gòn. Nội thất Đông Sài Gòn là cái tên thường xuyên được nhắc đến trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp quầy lễ tân tại Sài Gòn. Các sản phẩm này được thiết kế rất là hiện đại, nổi bật nhưng vẫn đảm bảo tiện lợi trong công việc của người quản lý, lễ tân. Những sản phẩm ở đây đều được làm bởi thợ thủ công lành nghề, có rất nhiều mẫu mã đa dạng để các bạn lựa chọn. Ngoài ra, bạn có thể đặt quầy theo thiết kế riêng của mình nữa nhé. Thông tin tham khảo. 5. Đơn vị cung cấp quầy lễ tân đẹp, nội thất Thùy Duy. Nội thất Thùy Duy là đơn vị chuyên cung cấp quầy lễ tân tại Sài Gòn. Tại đây nhận sản xuất, nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng với rất nhiều sự lựa chọn về quầy lễ tân theo các thiết kế khác nhau. Các sản phẩm được sản xuất từ gỗ tự nhiên, được chọn lọc qua quá trình xử lý kỹ lưỡng nhằm đảm bảo được độ bền cao, kết hợp với khung sắt chắc chắn, trang trí thêm cho quầy lễ tân đẹp mắt, mang một tính thẩm mỹ cao. Và đến với nội thất Thùy Duy, các bạn hoàn toàn có thể an tâm trong khi lựa chọn sản phẩm tại đây. Thông tin tham khảo. 6. Đơn vị cung cấp quầy lễ tân uy tín, nội thất Thái Bình. Nội thất Thái Bình là đơn vị cuối cùng ở Sài Gòn và trong danh sách này. Đây là nơi chuyên cung cấp những mẫu quầy lễ tân chất lượng tốt nhất đến với khách hàng. Ngoài ra, tại nơi đây còn nhận đóng quầy bar, lễ tân, thu ngân theo yêu cầu về kích thước, màu sắc, loại chất liệu. Khách hàng có thể lựa chọn chất liệu gỗ như là MDF, MFC với rất nhiều màu sắc khác nhau. Và đặc biệt, mức giá quầy lễ tân tại đây luôn cạnh tranh tốt nhất so với thị trường. Thông tin tham khảo.
Trên đây là các đơn vị cung cấp quầy lễ tân đẹp uy tín nhất ở Sài Gòn. Hy vọng các bạn sẽ tìm được, lựa chọn cho cửa hàng của mình một mẫu quầy lễ tân ưng ý nhất với cửa hàng mình nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.